Cái cân bằng của vật rắn bao gồm hai trạng thái, đó là trạng thái đứng yên và trạng thái gì? Trạng thái gì cũng gọi là cân bằng này. Chuyển động gì? Chẳng đều. Nhưng mà nếu ra đời mà các bạn nói một thằng chuyển động mà là cân bằng là người ta chửi chết đó nha. Cho nên giữa ngôn ngữ hàng ngày và cái ngôn ngữ khoa học và đôi khi nó có cái sự không có chính xác, không hợp với nhau. Nhưng đây chúng ta đang nói về ngôn ngữ khoa học thì chúng ta phải đòi hỏi cái độ chính xác 100%. Cho nên ở đây đứng yên gọi là cân bằng là đúng rồi, nhưng chuyển động thẳng đều thì vẫn gọi là cân bằng. Để ra đường thấy một cái xe nó chạy thẳng đều rồi bảo ui cái xe kia đang cân bằng là mấy người khác người ta chửi, người ta bảo học cái kiểu gì mà cái đó mà cũng không biết. Nhưng thực tế là các bạn đang nói gì, đang nói đúng nhá. Vậy ở đây chúng ta nghiên cứu trạng thái đứng yên và trạng thái thẳng đều, vậy thì đặc biệt là trạng thái đứng yên đó, nó có vai trò gì trong cuộc sống và nó được ứng dụng trong lĩnh vực nào? Các bạn có thể gợi ý cho thầy thử giờ trạng thái đứng yên thì chúng ta hay ứng dụng nó trong lĩnh vực nào của cuộc sống, trong khoa học? Trong khoa học của chúng ta, trong đời sống chúng ta mong ước những cái gì đứng yên? Ừ. Chúng ta mong ước những cái gì nó đứng yên này? Xe cộ thì chúng ta mong ước nó chạy đúng không? Thì chúng ta mong ước cái gì đứng yên? Nhà cửa đúng không? Nhà cửa mà nó chuyển động có mà toi à, gì nữa? Cầu đường đúng không? Gì nữa? Các công trình xây dựng. Đúng không? Một số cái loại xe, ví dụ như xe 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 cẩu đây đấy, xe cẩu thì các bạn thấy là khi nó chạy tới nơi, ví dụ nó làm nhiệm vụ nó múc đất này, là xe múc này, chúng ta đề cao cái sự cân bằng của nó. Đặc biệt là nhà cửa cầu cống, các bạn thấy nếu mà nó có vấn đề gì xảy ra, nó không còn đứng yên nữa là toi rồi gì nữa nhá. Ví dụ như hiện nay chúng ta làm tủ quần áo đi, tủ quần áo thì chúng ta mong ước là nó đứng yên một chỗ đúng không? À, chính vì vậy mà ngày xưa thì người ta làm tủ xong người ta để một góc rồi để im đấy. Nhưng ngày nay thì chúng ta muốn cái tủ đôi khi nó có thể dịch chuyển qua lại, người ta làm gì? Lắp bánh xe đúng không? Nhưng cái tủ mà lắp bánh xe thì lại có vấn đề xảy ra là lỡ nó chạy sao? Đấy. Nên người ta phải lắp thêm bánh xe, là lắp thêm cái gì nữa? Cái khóa của bánh xe để cho bánh xe này không có chạy. Nhưng lỡ trong trường hợp chúng ta muốn dịch chuyển thì chúng ta có thể mở cái khóa này ra và đẩy nó đi, nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, ví dụ như vậy. Thế cái giường các bạn ngủ có nên lắp bánh xe không? Thế các bạn, giường ngủ hồi giờ thầy chưa thấy nhà ai lắp bánh xe nha. Chỉ có duy nhất một cái loại giường mà lắp bánh xe đó là giường nào? Ủa? Giường nằm thôi. Giường trong bệnh viện. Rồi, đúng rồi. Chính xác đó. Chúng ta không nên giường nằm cái giường đâu, vì cái giường này là giường để chở bệnh nhân mà. Bệnh nhân là đôi khi người ta đau quá người ta không thể dậy được, người ta nằm đấy, người ta đẩy cả cái giường đi, nên đó là lý do vì sao mà giường của bệnh viện người ta lắp bánh xe để có vấn đề gì xảy ra chúng ta đẩy bệnh nhân đi luôn. Còn giường ở nhà thì ai bây giờ lắp bánh xe đâu, đúng không? Vậy chúng ta mong ước những cái công trình này nó tồn tại vĩnh viễn, cho nên nó phải đứng yên. Bây giờ làm thế nào để nó đứng yên thì thầy sẽ nói qua một vài cái đặc tính của quá trình xây dựng nha. Thì các bạn để ý, người ta xây những cái tòa nhà cao tầng 10, 20, 30, 40, 50 tầng, 80 tầng, 100 tầng. Thì các bạn để ý là người ta xây theo kiến trúc nào? Ở dưới to, ở trên nhỏ hay ngược lại? Như bạn báo ù trên dưới bằng nhau thầy. Đúng rồi, những cái tòa nhà thấp tầng là người ta xây trên dưới bằng nhau nha, đây. Đúng nha. Nhưng lỡ mà nó lên tới tầng 50 rồi chẳng hạn thì không được phép xây to nữa đâu, người ta sẽ làm gì? Nhỏ lại, nhỏ lại. Bây giờ vấn đề là tại sao lại nhỏ lại, tại sao ta không xây to hơn? Dù tầng 1 ta xây như đây đúng không, tầng 2 ta xây phân ra còn to lên cho nó rộng đã, đúng không? Rồi tầng 3 ta tiếp tục ta xây to hơn nữa thì điều gì xảy ra đối với cái kiến trúc số 2 này các bạn này? Thế các bạn, nó có trường tồn được không? Nó có bền vững được không? Nó dễ có khả năng bị gì? Bị sập. Nên tại sao là cái tầng thấp nhất thì chúng ta phải xây dựng với cái diện tích nó lớn này.
và lên trên nó phải nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần. Đấy đấy là công trình kiến trúc của kim tự tháp, ví dụ như vậy. Người xưa người ta đã biết được cái đặc tính này rồi mà. Cho nên các bạn thấy tại sao những cái tòa nhà cao tầng, trăm tầng càng lên cao nó càng tóp lại nha. Thứ hai nữa, nó tóp lại để tránh sức gì ở trên nữa, gió nó thổi qua thổi lại nó sẽ làm lắc lư đấy. Nếu diện tích quá nhiều thì khả năng nó dao động là cao, sẽ gây mất ổn định. Rồi các bạn nào để ý xe múc không, xe cẩu ơi, xe múc đất các bạn thấy không, cái bánh xe nó như thế nào các bạn, rất là to và dài đúng không, trong khi cái xe của nó thì có nhỏ hơn. Là cái cần cẩu nó đây, thầy đã ví dụ thầy vẽ hình minh họa thôi nha. Thì tại sao chúng ta lại làm cái diện tích mặt đáy của nó lại lớn để cho cái xe này ở trạng thái như này cân bằng cho nó tốt đấy, xe tăng này, xe mốt này đấy, ví dụ như vậy. Hoặc những cái loại xe đua các bạn để ý không, người ta sẽ cố gắng làm gầm nó cao lên hay làm cho gầm nó thấp xuống. Gầm là gì các bạn, lấy ví dụ đây cái bánh đi, gầm là khoảng cách từ mặt đường đến đây, đây gọi là khoảng cách là gầm này. Xe đua nên làm gầm thấp hay gầm cao các bạn này? Thấp Thấp. ạ. Thấp vì sao phải thấp? Nó tăng tính ổn định. Ừ, tăng tính ổn định, khỏi bị gì, bị lật đúng không? Nó chạy với tốc độ cao, nó tất nhiên cái em chạy mà 10 cây số giờ thì xe chẳng bao giờ lật được đâu. Khi chúng ta chạy tốc độ cao, xe nó cao thì nó sẽ dễ bị lật. Đó, lý do vì sao các bạn thấy nhiều loại xe người ta làm rất là thấp, gầm khoảng cách từ mặt đất lên tới gầm của xe nó chỉ khoảng mấy chục cm à. Lý do là để đảm bảo độ ổn định trong quá trình chạy. Chúng ta không thể làm quá cao được, vì làm quá cao thì nó sẽ gây mất an toàn. Đấy, nội dung chương này là chúng ta nghiên cứu những cái vấn đề như vậy để giải quyết cái bài toán cân bằng của một vật. Sang dạng bài tập đầu tiên chỗ này đó, cân bằng của một vật giữa tác dụng của hai hoặc ba lực không song song. Cân bằng của vật rắn. Chương này nó chỉ có khoảng hai dạng bài tập thôi các bạn. Những cái dạng nhỏ nhỏ thầy bỏ qua. Chịu tác dụng của hai hoặc ba lực không song song. Thì chương này thực tế chúng ta cũng có học một xíu ở chương số 2 rồi. Nếu về nhà chúng ta xem lại là chúng ta thấy chúng ta cũng học rồi, bây giờ chúng ta học rồi chúng ta mở rộng thêm một chút thôi. Rồi đầu tiên là chúng ta xét cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực. À, đúng rồi, trong số các bạn ở đây các bạn là học võ này, số các bạn này Em thầy học lâu không, còn giờ nhà còn không em mới nghỉ đây học được mấy năm, 7 năm rồi. ui rồi cũng quá trình này. Thế khi những cái buổi đầu tiên mà khi mới học võ thì các thầy cô dạy võ người ta dạy cái gì vậy? Dạy mấy cái thế tấn đó thầy. Thế tấm nè, tấm là như thế nào vậy mày, thì có thể trao đổi với thầy và các bạn biết tấm là như thế nào Em không biết giải thích thầy nhưng mà là đứng trụ hả thầy? không? Bạn học võ bạn nói hay hơn, như thầy đi học có một ngày thì nghỉ mà. Em không biết giải thích sao nhưng mà nó khó giải thích lắm thầy. Ngày xưa thầy cũng cũng có từng có thời mong ước đi học taekwondo, mà hồi đấy nhà thì có hai người, mà bà chị thì bà mê hơn, bà đi học nên bố mẹ bảo thôi cho một đứa đi học, đưa về nhà bày đứa còn lại cho nó đỡ tốn kém ấy, với lại thêm nữa không có tiền mua đồ, nó phải mặc đồ trắng đồ đai rồi biết rồi để nó tốn kém quá, cho nên thôi ưu tiên cho bà chị đi học, thầy sẽ đi học ké được đúng có một buổi sau đó tập bỏ luôn. Đúng rồi bạn nói đúng ở đây, học bất kỳ môn võ nào cũng đều đứng tấn. Đứng tấn là đứng như thế nào, dang hai chân đúng không, rộng bằng Dạ. vai
hai sau đó chân làm rộng sao? một hai rồi hạ tấn này. Hạ người xuống đúng không? Theo em thì cái động tác này để làm gì mà tất cả mọi môn võ nó đều học? 7 năm mà em sau này em chuẩn bị làm thầy dạy võ được rồi chứ. Bây giờ em có thể dạy Để cho trọng tâm cơ thể nó thấp xuống hả thầy? để lợi ích gì, lợi ích gì? Tại sao mình phải hạ thấp trọng tâm xuống và nó có lợi ích gì? Tất cả các môn võ mà khi thi đấu đối kháng các bạn thấy không? Khi các bạn té một cái là điều gì xảy ra? Là gần như các bạn thua rồi đúng không? Và kể cả trong đánh nhau thực tế, các bạn té mà nằm đất là rồi xong phim rồi. Cho nên người ta phải đề cao cái tính gọi là gì? Đứng vững. Mà muốn đứng vững thì chúng ta chỉ có khả năng là gì? Bạn thấy mấy anh mà anh thi đấu cái môn vật có thấy không? Mình cúi người rất là thấp để đứng cho nó vững đấy mà. Vì vậy tất cả mọi môn võ đều sợ đối thủ là đánh ngã mình xuống đất. Cho nên đầu tiên chúng ta phải học đứng trên mặt đất cho chắc chắn. Mà muốn đứng chắc thì chúng ta phải đứng bằng hai chân này, dang chân rộng ra này và khuỵu chân để cho người hạ trọng tâm chúng ta nó thấp xuống. Đấy là góc độ vật lý nha, đúng chứ không phải là sai đâu. Chúng ta phải dang chân rộng ra này, hạ thấp trọng tâm xuống thì chúng ta mới tránh được tình trạng chúng ta bị ngã, bị đổ. Đấy, sau này nếu mà lỡ các bạn mà có đi dạy võ như nào đấy, các bạn có thể giải thích được về góc độ khoa học. Thể thao và khoa học nó cũng có liên quan mà. Chúng ta dựa vào khoa học để chúng ta cải thiện thành tích thể thao mà. Đấy, đấy là một cái mà chúng ta cũng thấy rằng là vật lý chúng ta có thể ứng dụng được đấy. Đấy là chúng ta sẽ ứng dụng nó vào cái chương này, đó là chương tĩnh học vật lắng này. Chúng ta học xong ta sẽ giải quyết những cái vấn đề như vậy. Rồi bây giờ ta quay lại cái bài toán của mình là vật lắng chịu tác dụng của hai lực. Mà muốn cân bằng thì chúng ta có một cái điều kiện tiên quyết là tổng lực tác dụng lên vật bằng mấy em? Bằng không á. Chính xác. Thế em hiểu gì về cái điều kiện này? Thì dùng dấu và nhé. Và là đồng thời thỏa mãn cả hai á. Hai lực này sẽ như thế nào này? Cùng phương gì? Ngược chiều. Đúng rồi, cùng phương ngược chiều. Và độ lớn như thế nào? Độ lớn bằng như nhau. Đúng rồi, độ lớn bằng nhau. Thì thông thường đây đây cái điều kiện này có được là của toán này nhá. Toán là nó ghi như vậy là ok tuyệt vời rồi. Đúng nha. Nhưng mà tại sao thầy lại dùng dấu suy ra? Tức là nó chỉ xảy ra mấy chiều? Một chiều thôi Một nhỉ. chiều. Bên toán ấy, bên toán này nhớ, bên toán là nó cho tương đương luôn. À thầy ghi chữ đỏ là toán này. Tức là theo chiều thuận cũng đúng mà theo chiều ngược lại cũng đúng. Nhưng bên lý tuyệt đối không có đúng nha. Bạn nào biết tại sao bên lý vẫn còn chưa được đúng lắm? Đây, thầy có thể lấy cho các bạn một cái ví dụ minh họa đây, rồi sau này các bạn lên lớp á, các bạn đi học trở lại á, các bạn thực hiện lên cái bàn học của mình luôn là đẹp. Đây thì lấy ví dụ đây là cái bàn học sinh đi nha, thì tác dụng vào nó hai lực đảm bảo điều kiện tổng lại bằng không nha. Lực thứ nhất này, được chưa? Lực thứ hai này, bên kia nãy 3,6 thầy lại làm 3,6 luôn nha. Đấy. Hai lực này như thế nào các bạn? Bằng nhau chưa? Rồi thì cho thằng này là 40 Newton. Thằng này cũng 40 Newton. Rồi. Theo toán học hai thằng này cộng lại bằng mấy em? Cùng phương ngược chiều rồi nè. Cùng độ lớn chưa? Rồi thì cộng lại bằng không. Đúng chưa? Mà bằng không theo quan điểm của vật lý là ở trạng thái gì thế này? Cân bằng. Nhưng theo em cái bàn mà chịu tác dụng của hai lực như này nó có cân bằng được không? Nó sẽ chuyển động như thế nào nếu chúng ta tác dụng nó như thế này?
nó sẽ quay ạ. Đúng rồi, nó sẽ quay tròn. Vậy suy ra sai mất rồi. Đúng chưa? À, cho nên đối với vật lý nha, toán thì ok rồi, nhưng đối với vật lý nha, thì riêng cái chỗ này chúng ta còn suy ra thêm một cái điều kiện nữa, đó là gì biết không? Này thầy mở rộng để các bạn hiểu hơn, để sau này chúng ta gặp những cái bài tập chúng ta không còn cảm thấy vô lý nữa. Trong sách này nó chỉ yêu cầu các bạn hai điều kiện này thôi. Rồi chúng ta mở rộng ra, chúng ta nắm luôn là hai lực này phải như thế nào nữa. Theo các bạn phải như thế nào nữa thì cộng lại mới bằng không mà làm cho vật cân bằng được, Cùng tác dụng với một bạn. cùng tác dụng lên vật, đây cũng cùng tác dụng lên một vật này, đây là cái bàn mà cùng tác dụng lên đâu biết không? Gần đúng rồi đấy Dung, cùng tác dụng lên một vật là đúng rồi đấy, gần gần rồi đấy. Những cái vật này nó có kích thước mà em. Đây thầy tác dụng một lực bên đầu bàn này, một lực lên đầu bàn bên kia, đâu có cân bằng đâu. Vậy hai lực này có tác dụng vào đâu? Đâu cùng một điểm đó, hay cùng một vị trí hả? Ok chưa? F1 và F2 này tác dụng vào cùng một vị trí nha. Tao hiểu được cái điều kiện này chưa đã? Như vậy, hai lực này tác dụng vào vật là phải tác dụng vào cùng một vị trí này, đúng chưa? Đó, thầy mở rộng thêm đó nha, để chúng ta hiểu hơn này, sau này chúng ta làm bài tập chúng ta tránh được cái tình trạng vô lý nha. Còn chỗ đây nó làm bài tập thì nó đơn giản lắm. Rồi thầy lấy một cái ví dụ mà các bạn đã gặp rồi nè, là thầy có một cái vật. Và thầy treo nó bằng một cái sợi dây. Đây, thầy lấy ví dụ đây là cái giá treo. À, thầy có một cái sợi dây. Nha. Rồi thầy treo một vật vào. Vật này thôi thầy vẽ hình tròn này nha. Rồi chúng ta học bài toán này đúng không? Vật này có khối lượng là M. Rồi em phân tích lực tác dụng lên cho thầy, vật này chịu tác dụng của nhân lực nào? Có mấy lực cái em này? Mấy lực này? Hai lực đúng không? Lực thứ nhất là gì? Trọng lực này. Đặt tại đâu cái em này? Trọng Trọng tâm tâm. của, đúng nhá. Rồi lực thứ hai. Bạn nào có thể nói cho thầy chính xác lực thứ hai nằm ở đâu? Mép của vật. Cái này nó nằm Mép. chỗ đây này. Cái chỗ nối giữa vật với dây này đây. Và hướng vào điểm giữa dây, và lực này là lực gì á? Thứ hai lực Lực này căng dây. là dây đúng rồi. Thứ hai lực này tác dụng vào đâu? Đâu có cùng một điểm đâu em. Nhưng chúng ta vẫn tính được vào cùng một điểm vì lý do được. Vì sao biết không? Để cho các bạn hiểu rõ chỗ này để tránh được cái sự vô lý này, thầy lấy ví dụ đây là một vector bên toán này nha. Rồi thầy hơi méo này, đây là vector bên toán đúng không? Thầy gọi vector này là vector A, được chưa? Thế bây giờ thầy dịch chuyển cái vector A này đi. Thầy dịch nó đi, thầy dịch nó đi, thầy dịch nó đi như thế này. Cho các bạn, vector đây sẽ là vector gì? Cũng là vector gì luôn? Vector A. Lý do vì sao? Đây chẳng qua là phép gì bên toán các bạn nhỉ? Phép tịnh tiến ấy. Như vậy một vector bên toán người ta chỉ cho phép nó dịch chuyển theo phương song song. Thế theo các bạn thằng T này chúng ta được phép dịch nó đi không? Ví dụ thằng T đang nằm như thế này, chúng ta dịch như thế này đi được không? Các bạn Không được ạ. không?
À không, vì sao không em? Nếu mà dịch nó qua đấy thì nó đâu có tác dụng lên kết quả này đâu thầy. À, đúng rồi. Vì lúc này lực làm sao mà tác dụng lên, nó tác dụng lên không khí à? À, như vậy không được nha, nó không có thật. Cho nên chúng ta tuyệt đối là không được phép dời theo phương song song. Nhưng đối với vật lý chúng ta chỉ được phép làm gì thôi. Bây giờ thằng T bản thân nó nằm như thế này, chúng ta được phép làm gì thằng T này? Ví dụ đối với thằng A này này, chúng ta không thích nó ở đây thì chúng ta làm sao các bạn này? Đưa nó về, chúng ta được phép làm gì nó? Dịch nó xuống vậy được không? Đây gọi là động tác gì bên lý? Chuột nhá. Này chuột lên này. Được không? Được. Rồi chuột xuống này, đấy. Nó chỉ được phép chuột trên giá của nó thôi. Ok chưa? Đấy, bên lý là nó chỉ cho phép điều này thôi. Như vậy, thằng T này tuy nó nằm ở trên đây, thầy thích là thầy trượt nó xuống được không? Và khi thầy trượt nó xuống thì hai thằng này có cùng điểm gì? Điểm đặt. Tức là cùng tác dụng vào một vị trí được chưa? À được nhá. Ok chưa? Hiểu hiểu được chỗ này chưa đã? Như vậy ở đây các bạn lưu ý một vector lực của vật lý ấy nha, thì chúng ta được phép làm gì? Chúng ta được phép trượt trên giá của nó. Đấy, chúng ta chỉ được trượt tới, trượt lui, trượt lên, trượt xuống, trượt lên, trượt xuống thôi. Đây, trường hợp này là. Như vậy trong trường hợp một vật mà chịu tác dụng của hai lực thì các em học rồi. Thì nói lại một chút xíu thôi nha. Rồi, trường hợp thứ hai là vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song. Ba lực không song song nhé. Này thầy phân tích hơi sâu để chúng ta hiểu cho rõ nha, để sau này lỡ chúng ta chấm tình trạng chúng ta học mà có nhiều cái vấn đề chúng ta không hiểu, chúng ta cứ thấy thắc mắc trong đầu nó khó chịu. Không biết các bạn sao chứ thầy mà có cái bài nào mà tôi giảng ra tôi thấy khó chịu, nó bứt rứt trong người mà thấy kiểu ăn không ngon ngủ không yên ấy. Đấy, chúng ta phải theo cái hiểu đấy thì chúng ta mới gọi là phấn đấu vươn lên được nhé. Thế còn nếu chúng ta thấy cái bài này không hiểu chúng ta làm gì? Bỏ qua. Bỏ qua thì nói làm gì nữa. Chúng ta sẽ bỏ qua rất là nhiều thứ nhé. Rồi bây giờ xét điều kiện thứ hai, một vật chịu tác dụng của ba lực. Rồi thầy vẽ hình minh họa nha. Đây thì có một cái vật hình tròn này. Đấy chịu tác dụng của ba lực. Thầy vẽ bừa đấy nha. Thầy vẽ đặc biệt đấy để cho chúng ta dễ nhìn. Đấy. Và muốn vật này cân bằng thì chúng ta có điều kiện gì các bạn này? Ba lực này cộng lại bằng mấy? Cũng bằng mấy em này? Bằng không. Bằng không, chính xác. Rồi bây giờ chúng ta có thể suy ra được những cái thông tin gì về về ba cái lực này. Thì để cho các bạn dễ hình dung thì thầy sẽ chuyển cái F3 qua bên kia nha. Này buổi trước chúng ta học một lần nữa nha, thì học lại một lần nữa coi như ôn luôn á. Hiện vế phải đổi dấu nghe. Đúng nhỉ? Mà F1 cộng F2 chúng ta tổng hợp nó theo quy tắc nào các bạn này? Hình bình hạ. À, mình làm đúng rồi. Chúng ta sẽ ra một cái lực gọi là F12. Phải chuyển lại thành F3 cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi, thế em hiểu gì về cái điều kiện cuối cùng? Bây giờ còn lại mấy lực em? Hai lực cho mấy? Đúng nhá. Từ ba lực bây giờ chúng ta chuyển thành hai lực. Vậy cái lực F3 này sẽ như thế nào với hợp lực 1, 2? Còn hai lực thì chúng ta lại quay lại điều kiện trên. Đúng không? Đây điều kiện trên này hai lực này. Đây là bằng không này, đây đây. Đây hai lực cộng lại bằng không này.
giờ thì bây giờ dưới đó cũng vậy, giờ còn hai lần nè. Đúng giờ thì ở đây quy tắc này sẽ phát biểu như thế nào? Đây là hợp của hai lần này. Đúng giờ F12 là hợp của hai lần. Đây. Phải như thế nào với lực thứ ba các bạn này? Ta gọi là cân bằng với lực thứ ba. Ở đây chúng ta sẽ suy ra được những thông tin gì? Đây thầy giảng lý thuyết luôn nha, để các bạn nắm nha. Rồi bây giờ thầy vẽ như thế này thì các bạn nhận xét gì về ba cái vectơ lực này? Nó nằm ở cùng một mặt phẳng hay nằm ở hai mặt phẳng khác nhau? Nếu bây giờ thầy tổng thằng F12 lại đúng không? Đây tổng F12 thầy lấy ví dụ này nha. Vẽ nó tỷ lệ nó hơi dài quá rồi nha. Đấy. Thì các bạn có nhận xét gì về đầu tiên là ba cái vectơ lực này phải đồng gì ạ? Nó nằm ở cùng một mặt Ồ, phẳng phải hay đây. nằm ở cùng nằm một mặt phẳng nha. Ba lực này gọi là ba lực đồng gì? Đồng phẳng hả? Đồng phẳng nó đồng gì em mày? Thế là cùng nằm trên một mặt gì? Mặt phẳng này. Thứ hai nữa là ba lực này có khác nhau không các em? Gọi là Có ba lực đồng gì? đồng quy. Đúng rồi, chính xác, đồng quy. Đồng là cùng nha em. Rồi và thêm điều kiện cuối cùng là gì? Hợp của hai lực là F12 này phải như thế nào với lực thứ ba? Cân bằng ạ. À, đúng rồi, người ta dùng thuật ngữ cân bằng. Cân bằng với lực còn lại nha. Đấy. Như vậy lỡ đi thi mà gặp bốn lực thì làm sao em? Thì chúng ta cũng hợp nó lại thành ba lực đúng không? Rồi ba lực chúng ta lại hợp lại thành mấy lực? Hai lực. Rồi hai lực là chúng ta có thể kết luận được rồi. Đấy, ví dụ như vậy. Thì nội dung này về cơ bản là chúng ta cũng đã học rồi. Ở bài tổng hợp và phân tích lực ấy, nhá. Bây giờ chúng ta chỉ học lại thôi mà. Chính vì học lại cho nên coi như là học hai lần nữa nha. Cố gắng đấy nha. Thì chương này chúng ta học là học cân bằng mà. Còn chương trước chúng ta học là học chuyển động. Rồi chúng ta lấy tài liệu ra nha. Chúng ta sẽ quay lại một số bài mà các bạn đã làm rồi. Đó là bài số 2 trang 43. Dạng học làm rồi thôi chứ còn số liệu đồ hình vẽ nó khác nha. Rồi bài số 243 nữa nghe.
Rồi bước đầu tiên của bài làm dạo này luôn luôn là gì các em hề? Giống chương trước thôi, chúng ta phải phân tích lực nha các em. Đấy là bước quan trọng đó nha. Phải phân tích được lực nha. Rồi. Chúng ta có thể xóa bớt những chi tiết không cần thiết đi cũng được. Và chúng ta phân tích tất cả các lực tác dụng lên lên cái mặt phẳng này cho thầy nha. Bước phân tích lực là rất là quan trọng nha các em. Rồi chúng ta chỉ cần vẽ vật và chúng ta phân tích lực cho thầy thôi. Chúng ta có thể thu gọn cái vật của mình cho nó nhỏ nhỏ để cho nó dễ dễ vẽ nha. Cái vật này chịu tác dụng của mấy lực các em nè? Bán ngược à bạn bọn mình được sẽ được bằng ngược không em làm nhầm rồi đấy rồi chúng ta phân tích ba lực tác dụng lên vật nha gồm có gì trọng lực nè phản lực nè đúng không và gì lực căng dây này đúng không đây trọng lực này vẽ to lên cho dễ nhìn nha phản lực này đúng không và lực căng dây đấy ok chưa vẽ to lên này cho các bạn dễ nhìn nha các bạn có thể vẽ nó nhỏ nhỏ thì cũng được đây phản lực này đấy và chúng ta chỉ cần dùng điều kiện là tổng ba lực này cộng lại bằng không thôi em thầy vẽ này không đúng tỷ lệ đâu nha thầy vẽ tạm cho các bạn nhìn nên thầy cố tình thì vẽ to quá quá sức rồi đấy ở đối bài toán trên mặt phẳng nghiêng thì chúng ta làm sao các bạn hề chúng ta có thể dùng phương pháp chiếu này dùng phương pháp vẽ hình này riêng bài toán trên mặt phẳng nghiêng bạn nào nhớ chúng ta làm sao này mỗi bài toán có một cái cách làm riêng ấy chúng ta làm gì thằng B nhớ không này ta phân tích thằng B ra thành mấy thành phần các em Hai thành hai thành phần B B ấy, nhớ không cái này các bạn phải nhớ để mà làm nhá đây thầy sẽ thằng B ra theo quy tắc hình bình hành này đấy theo quy tắc hình bình hành nhá cái lực mà chúng ta bổ thêm vào đó là sau khi chúng ta mổ cái thằng B ra thành hai thành phần đó nha thành phần này gọi là BX này à thành phần này là B B vậy lúc này chúng ta từ ba chúng ta mổ ra thành bốn rồi thì lúc này chúng ta sẽ tạo thành hai cặp đó là cặp nào ạ à? Rồi chúng ta chiếu OX cho thầy đây. Và chiếu OY là xong. Rồi chiếu OX thì bạn là chiếu thầy đọc cho thầy đấy nha. Cho nó quen này. Quang Minh đọc phải Quang Minh. Cho dạo này đọc làm hay bị nhầm vậy? Dạ, chiếu lên OX trước hay OY trước này? À, Tùy em. dạ. OX trước thì sẽ là PX cộng T bằng AG. Ủa, không.
Văn, em làm tắt cái thầy từ từ bình À, thầy bình tĩnh mà, chỉ có em mất bình tĩnh chưa? tĩnh đây. Chị em là huyền thoại môn vật lý, chưa có ai vượt qua đấy nha. Mình Dạ, PX cộng T bằng 0 ạ. chị em là huyền thoại thì em cũng phải là lê gần nhá. Đọc là lê gần ạ. Chị em nó đứng sau lưng hay sao mà mình, Dạ, đâu thầy, em ngồi học trong phòng. thầy nói to một tí nữa nghe. Rồi tiếp tục B, chiếu thành phương Dạ, OI được mình. còn còn cái kia là sẽ bằng PI cộng N bằng Thằng gì? PI cộng N bằng. Ủa, từ từ, mình tính đây. Ủa? Thầy đã nói rồi, thầy rất là bình tĩnh, chỉ có em mới mất bình tĩnh thôi. Thầy cực kỳ bình tĩnh. Bạn sao? Ủa, chẳng nhẽ nó bằng không luôn hả thầy? Sao lại trả nhẹ? Em thấy cái vế phải nó bằng không à? Dạ, do kiểu em không làm được kiểu hình chiếu, em làm cho ý hiểu em thẳng đáp án ra À, luôn. đấy thì làm hình chiếu đi. Ví dụ thầy vặn Dạ, vẹo ngoài đời. là bằng không luôn ạ. À, bằng không luôn. Thì vế phải bằng không thì một cái không rồi chiếu đi đâu nó cũng bằng không, cho nên vế phải là chắc chắn bằng không rồi, hiểu chưa? Dạ. À, nhưng mà bài làm của mình thì sai rồi. Dạ, do em nhầm số đo góc với thầy. Em lộn giữa hai góc. Con này 60 hả? À 30 hả? Dạ. Nhưng mà hai cái chiếu của em bị sai rồi. Nó phải là dấu trừ hết chứ. Em không thấy Ủa? vô lý à mình. Là dấu trừ. À, có một cách rất là đơn giản thôi, thầy sẽ đăng cái này lên YouTube đúng không, sau đó thầy gửi đường link cho chị em để chị em có xem. Thầy sẽ Dạ bảo thôi chị em xếp từ giây bao nhiêu đến giây thầy. bao nhiêu á. Thôi thầy, thôi thầy. Bạn nào cứu bạn Minh với hàng, Minh phát hiện ra lỗi sai chưa? Dạ rồi. Rồi thì sửa. Dạ là PX trừ T bằng 0 với lại PI trừ N bằng 0. À thế à, PX này nó dương hay âm anh? Dạ, PX là nó dương ạ. À? Còn T nó bị gì? Thì Còn âm T thì mà. âm ạ. Tương tự N như thế nào? Dạ, N thì N nó bị dương, âm còn ạ. B bị gì? Âm nè. Nhớ chưa? Dạ. Rồi, Minh đây bị tàu hỏa nhập ma rồi. Đúng chưa? Ta rút T bằng BX và N bằng B. Bạn nào cũng nhớ BX bằng B gì không này? Học thuộc luôn nha. B nhân sin Đúng rồi, alpha B rồi. nhân sin alpha chính xác. Thuộc luôn đi. Rồi, thay số là xong thôi. À không, mà em chiếu OX OY mà cái trục OX này nó theo hướng của T đúng thầy. Được, có sao đâu. Tùy chọn mà. Dạ. Không phải nó vẫn vậy à em, nó giống như hệ quy chiếu, em thích chọn gì em chọn mà, nó là quyền của em mà. Mà thường thì mình chọn xuống nha, còn tùy em thích chọn lên cũng được, có sao đâu, có phong cách càng tốt càng khác các bạn. Xong chưa? Đấy, chúng ta thay số nó là xong rồi đây. Siêu áp lực hả? Có gì đâu mà áp lực em. Mình này lúc nào nó cũng khuyên thầy bình tĩnh, mà trong khi bản thân nó mất bình tĩnh. Rồi chúng ta làm một cái bài, đó là bài số 1 này. Bài này cũng hay ra thi lắm đây này. Trong này thi chúng đừng có cười to quá nha.
Đây, bài số 1. Bài này cũng chúng ta cũng làm một lần nữa nha. Giờ là ôn lại thôi mà. Rồi, bước 1 cũng như cũ, chúng ta phân tích lực tác dụng lên cái quả cầu nữa nha. Và lưu ý lực là chúng ta được phép là trượt lên, trượt xuống, trượt lên, trượt xuống nha. Rồi chúng ta phân tích lực tác dụng lên cái quả cầu để giúp thầy vậy nha. Cái dây của chúng ta nếu kéo dài là nó đi qua tâm đó nha các em. Lực của chúng ta là đáng lẽ nó xuất hiện tại cái chỗ nối này nha, nhưng mà chúng ta kéo dài nó ra tí nha. Chúng ta phân tích lực tác dụng lên cái quả cầu này, coi thử có những lực nào, cố gắng với các em này, làm dần mà nó quen không mà. Rồi có mấy lực tác dụng lên vật nữa nè. Đúng rồi, trọng lực, lực căng dây, phản lực. Rồi bạn nào làm xong rồi nói cho thầy đáp số luôn nha. Đấy, đáp số thầy điền. Ồ, quên thầy điền hai chữ T mất rồi. Cái T cái N nha. Rồi, chúng ta cũng phải vẽ lực ra nha. Trọng lực là nó xuất hiện tại tại trọng tâm này, chính là tâm của vật này nha. Lực thứ hai, lực căng dây. Đúng chưa? Đấy. Căng dây nha. Rồi căng dây là đáng lẽ là xuất hiện tại cái chỗ nối này nha anh em, chỗ nối giữa vật và dây này, nhưng mà thầy làm gì, thầy cho nó chạy xuống cái này, đây đáng lẽ là nó nằm ở đâu,
Đây, nó vẽ nằm ở đây này. Được chưa? Thầy cho nó trượt xuống, nó xuống là trượt, nó xuống, trượt, nó xuống, trượt, nó xuống, để nó gặp nhau tại đâu. Đó. Chúng ta được phép làm điều đó nha em. Và cuối cùng phản lực, bạn nào biết phản lực nó xuất hiện ở đâu không? Cẩm châu nè, Cẩm châu, phản lực của chúng ta là xuất hiện chỗ nào em? Em nói thầy là xuất hiện ở chỗ cái bức tường À, ở sau kéo bên phải. kéo bên phải là nó vuông góc nha. Mà sau đó thầy làm gì? Thì dời em nó ra. Là dời nó ra đặt điểm đặt ở chỗ tâm. Đúng rồi, chính xác. Chúng ta chạy nó ra, chạy nó ra, chạy nó ra. Đấy, đến khi nó, đấy. Để làm gì? Để ba cái lực này nó phải, hồi nãy ta nói ngay từ đầu rồi mà, đồng phản, đồng quy mà, là cùng đi qua một điểm ấy, chúng ta được phép dời tới dời lui để nó đi qua cái điểm này. Đấy, ba lực ở đây. Ok, rồi phần còn lại các em cố gắng làm cho thầy. Bài này thì chúng ta làm sao tốt nhất theo thầy thì tùy các bạn lựa chọn nha. Chiếu được nè, vẽ hình cũng được nè, phân tích cũng được nè. Đấy, tùy các bạn thích làm kiểu gì là. Nhưng riêng cái bài này thì tốt nhất cái lời khuyên là chúng ta nên nên vẽ hình. Vẽ hình ở đây chúng ta cứ lập hợp hai thằng lại. À, đấy, ví dụ thì hợp hai thằng này lại, hai thằng này ra một cái lực là quy đi, tại lấy ví dụ như vậy. Lúc này chúng ta sẽ được quy cộng t bằng không, đúng nhá. Các bạn phải tìm cho thầy hợp lực nha. Đây, chúng ta khôn là chúng ta vẽ hợp lực trước nha em. Ở các gọt tỷ lệ như nào cho nó hợp lý chút nha. Đây, thằng đây là quy này. Và thằng quy với thằng t của chúng ta ngay hồi nãy chúng ta nói rồi nha, hai thằng này nó phải cùng nằm trên một đường thẳng, tức là cùng nằm trên một giá, tức là góc dưới đây vẫn là alpha này nha, vì góc trên là alpha này. Tính chất gì đây các em này? Tính chất gì bình toán á? Quốc Bảo, thưa Quốc Bảo, tính chất gì ạ? Ừ, theo em thì tính chất gì mà đều là góc alpha đều bằng nhau hết em? À, đồng vị đây. À, không? Rồi. Đồng vị chứ gì nữa. Dạ. Đồng vị á. Rồi ok, để làm thôi cho thầy tối. Rồi chúng ta có cái tam giác ở phía dưới là nó vuông này đúng không? Chúng ta dùng sin cos là xong thôi. Thì dùng sin alpha được không? Là cos đi. Còn cạnh kề là p này. Đi cạnh huyền là quy. Mà quy chính là bằng gì? Bằng t. Thì đây ta rút qua t thôi. Và sau đó chúng ta lấy sin alpha nữa là xong. Sin bằng đối, đối là cái cạnh ngang này là n nha.
Kỳ huyền là quy, là quy chính là tê nha. Đấy, có gì đâu đúng không? Ok chưa? Không ao, chúng ta đang ôn lại kiến thức cũ ấy, thì nó cũng hơi hơi khó thiệt. Chúng ta cố gắng với nhau phải nắm được cái phương pháp chung. Còn bạn nào không thích thì chúng ta chiếu cũng được, nhưng mà ba cái lập này thôi nó nằm chèo queo trong góc mà chiếu nó hơi phức tạp đấy. Còn không các bạn thích thì các bạn phân tích thành T ra thành hai thành phần vẫn được. Được chưa? Tùy các bạn thôi nhá. Nhớ được cách nào thì làm cách đó, không nhất thiết là phải làm như vậy đâu. Rồi bài số 6 nha các em. Chương này nó đúng ra nó chỉ có hai dạng bài tập thôi. Chúng ta phân phân thì thôi, dạng này là nó ít quan trọng này, chúng ta còn một dạng sau. Dạng sau chắc chắn là ra thi là có nữa. Thậm chí là câu mức độ 4 nha. Rồi, bài số 6 nha các em. Trong trường hợp mà chúng ta có nhiều cái sợi dây thì chúng ta có quyền co cái sợi dây nào, các bạn phải nhớ cái đặc điểm đó nha. Co làm sao cho cái hình không được phép thay đổi thì được nhá. Ví dụ chúng ta dắt con bò bằng sợi dây 4 mét và chúng ta dắt con bò bằng sợi dây 3 mét nha, thì hoàn toàn giống nhau nha. Đấy, chúng ta thấy rằng trong sợi dây, bài toán này chúng ta có 3 sợi dây đúng không? Thì chúng ta được phép co sợi dây nào thôi nha, chứ không phải là thích co chỗ nào là co nha. Co để làm sao cho hình không được phép thay đổi. Rồi chúng ta cũng phân tích lực tác dụng lên vật đó thầy nhá. Bạn coi thử vật này chịu tác dụng của mấy lực thôi. Các bạn chúng ta co đoạn nào AB, BC hay cái đoạn bé bé đó được. Cái đoạn bé bé. Đoạn bé bé được, để chúng ta gắn cái vật của chúng ta dính vào điểm B luôn nha. Chính xác đấy, co đoạn đấy là có lợi nhất đấy. Hình vẽ không hề bị thay đổi nha. Vậy lúc này thầy coi những cái vật M của chúng ta không còn nằm ở đây, mà vật M của chúng ta nó chạy lên đây là cũng được này đó. Để vật nhỏ thôi nha, đừng có ham vẽ to quá đó. Rồi chúng ta phân tích lực này. Rồi chúng ta còn hai lực nữa nha. Như vậy cái lực trọng lực P của chúng ta là bắt đầu từ cái điểm chấm chấm này nha. À đây, thì đồ màu đỏ cho các bạn dễ nhìn.
Rồi còn mấy lần nữa các em à? Lần nào nữa? Mồm rồi. Hai cái lực căng dây hai bên đúng không? Này này. Lực căng dây BC này đấy. Các bạn vẽ thì các bạn để ý tỷ lệ đấy nha, cho nó đẹp đẹp. Các bạn hai lực căng dây này giống nhau Giống ạ. không? Ừ, chúng ta treo và treo vào trung điểm mà, cho nên bên trái bên phải hoàn toàn giống nhau, thì hai cái lực căng dây này giống nhau. Đấy, ba lực em, rồi tùy mình thôi. Lực căng dây này thì gọi là T T1 đi. Một thứ hạng được cho nó nhanh. Góc này alpha, góc này cũng là alpha này nha. Rồi mà này chúng ta làm sao tùy các bạn thôi, đấy chiếu cũng được mà vẽ hình cũng được. Ok không, coi thử. Rồi bạn hãy chọn cách đi các bạn. Thôi vẽ hình nha. Hợp hai lực phía dưới cân bằng với lực cùng như thế nào tùy các bạn thôi. Bài lời khuyên thì bài này chúng ta nên hợp hai cái lực căng dây á. Đấy, ta theo quy tắc hình bình hạnh, ta hợp hai cái lực căng dây này lại. Ồ, phải ra cái hình bình hạnh nha em. Bài này mình khôn á thì mình nên tìm hợp lực trước nha. Đây này, mình vẽ hợp lực trước, mình sẽ có mình điều chỉnh các lực kia. Thôi tạm tạm nha, chúng ta cũng có làm từng luận cho nên là anh làm sao nó ra hình bình hành là được. Ồ méo quá nè. Không ổn à. Méo thì ta làm sao? Ta cho thằng này nhắn lại. Đấy, điều chỉnh tỷ lệ nhé. Ồ, cũng thành hình mình làm được rồi. Cho thầy vẽ nó dài quá. Đấy, nó phải ngắn là may nó có cửa nó giống hình bình hành được. Tạm tạm rồi đấy. Thôi, coi như tạm tạm đấy nhá. Tương đối thôi mà. Đấy. Bạn nào biết nó có alpha này bằng 30 độ thì góc này bằng bao nhiêu? Phải 60 không? Cái này cũng 60. Rồi giờ làm thế nào các bạn hè? Mà nãy chúng ta xác định rồi nha, T1 với T2 bằng nhau là vì lý do đối xứng đó mà. Bạn đã biết cái hình bình hành này trở thành hình gì không? Hình thôi ạ. Hình thôi. Hình thoi đúng rồi đấy. Hình thoi đường chéo là đường phân giác thôi em đấy, nó chia góc ra làm đôi đây, một bên 60, một bên 60 đấy. Rồi giờ các bạn tính cái đây thôi. Thầy gọi cái thằng tổng hợp này thằng T nha, bạn nào nhớ thằng T đây bằng cái gì nhớ không? T đây chính là tổng hợp của T1 và T2 nha. Và hai thằng này nó bằng nhau và nó tạo với nhau một góc bao nhiêu độ? Bạn nào nhớ T 120. tổng hợp bằng gì không?
cái 2 lần bằng T1. 2 trên 1 có alpha chia 2. Rồi thì đổi thành beta nha. Đấy, rồi thay số thì được. Mà P chính là bằng cái gì em mày? T bằng B. T bằng B, đúng rồi. Có bao nhiêu độ đây em mày? Có 60. Đúng rồi, 120 chia 2 nè. Rồi xong rồi em, B có rồi nè, T1 nè, đấy. Thầy làm về cũng tương đối dài rồi nha. Thì ấy các bạn làm trắc nghiệm thì làm sao cho nó ngắn ngắn thôi nha. Khó quá không? Nếu chúng ta làm được những bài như thế này thì đề kiểm tra không có vấn đề gì đáng ngại đâu, vì chúng ta đã học như này là mức độ hơi cao rồi đấy. Cố gắng một chút là được thôi mà. Đề Covid thì nhiều khi thấy cái thầy cô người ta ra cũng không không khó lắm đâu nha. Còn đợt vừa rồi chúng ta điểm nó không ổn là do chúng ta nhiều khi chúng ta sơ suất. Rồi bài số 12 nha các em. Không quan tâm đến bài 12 nha. Thầy cắt là nó hơi dư. Hai chúng ta quan tâm cho thầy hình 12 thôi. Bài này nó na ná trong bài nãy ấy, chúng ta cũng co cái đoạn dây nhỏ nhỏ lại nha. Chúng ta lấy cái vật chúng ta gắn vô điểm A luôn nha. Rồi, ta lấy cái vật của chúng ta ta gắn lên điểm A luôn nha. Đây, vật chúng ta bây giờ này, cho nó lên điểm A này nằm này. Để nhỏ nó lại cho nó dễ nhìn nha, bằng vẽ to quá khó vẽ hình. Đây, vật của chúng ta bây giờ nằm ở đây nhìn nha.
và chúng ta thay thay bằng cái chấm đỏ nha. Rồi các bạn phân tích lực, chúng ta được phép co cái đoạn dây đó là cho cái đoạn dây đó nó biến mất luôn nha. Nhớ là phải co làm sao cho cái hình của nó là không được phép thay đổi hình dạng nha. Tam giác ABC là vẫn giữ nguyên ấy. Em mà co dây AB hoặc là co dây AC là nó sai mất cái hình nha. Ok không, bài này nó giống bài nãy mà các em đã cố gắng làm giống bài nãy thôi. Chúng ta cũng có ba lực đấy, hai cái lực căng dây hai bên. Nhưng bài này theo các bạn, hai cái lực căng dây hai bên chúng ta được phép cho nó bằng nhau không? Không ạ. À, không, đúng rồi, vì lý do cái góc bên phải của chúng ta là 60 đúng không? Anh pha là 60, góc này còn lại 30, nó không có đối xứng nha. Mà không đối xứng thì chắc chắn cái lực căng dây nó khác nhau nhé. Thì vẽ bằng tay được, vẽ màu cho nó dễ nhìn thôi. Đấy. Rồi, chúng ta cũng có ba lực này cộng lại bằng không. Rồi bài này làm giống cái nãy cho các bạn hợp hai lực ở phía trên đây. Theo quy tắc thì mình hành hợp lại cho thầy nhé. Rồi chúng ta hợp hai lực phía trên này, và nên vẽ hợp lực trước nha em.
Sau đó chúng ta cắt gọt làm sao cho nó ra hình bình hành nha. Thằng này bên này nó dài quá rồi đấy, chúng ta gọt bớt đi. Nên T1 là chỉ tới đó thôi nha. Đấy, gọt cho nó ngắn bớt đi nha, cho nó đúng yêu cầu của đề bài. Rồi thằng đây là T tổng hợp này. Đấy, nhiệm vụ của các bạn là dựa vào cái hình này tính tiếp cho thầy thôi. Và thằng T này chính là bằng B nha. Rồi chúng ta tính cho thầy T1, T2 nữa là xong thôi. Người ta yêu cầu là tính lực căng dây AB và AC mà. Thấy chưa? Để các bạn tìm các góc thôi là xong thôi, vì ở đây nó có cái đặc biệt là cái góc ở dưới là góc A này nó vuông ấy. Để coi góc này 30 nè các bạn, coi góc nào. Góc này chắc chắn là góc vuông rồi đúng không? 30 thì góc này bao nhiêu các bạn hả? 60 đúng không? Để chúng ta lấy sin cos là xong thôi. Để lấy sin 30 nha. À, xin 60 chứ xin lỗi. Xin bằng đối, đối là cái cạnh này nè. Cạnh này là T, T1 đúng không? Chữ huyền là T. Và đây, ta đúng là T1. T là bằng 100 rồi, xin 60. Đúng chưa? Ta tính trần chậm thôi, không có vấn đề gì đâu. Rồi sau đó lấy sin xong rồi ta lấy cos. Cos 60 sẽ bằng cạnh kề là T2. Chia cạnh huyền là T. Và từ đây ta rút là T2 rồi. Nội dung này chúng ta đã học ở cái chương trước rồi nha. Chúng ta có cái bài toán tổng hợp và phân tích lực đó mà. Giờ chúng ta làm lại thôi mà. Và mở rộng một chút xíu thôi. Chương này nó ngắn với các bạn, ngày trước thì chưa dặn tải thì thầy có thể tạm thời phân ra thành 3 4 4 dạng bài tập. Mà thực tế chương này do bây giờ giảm tải rồi thì nó ngắn thôi, nó chỉ gồm có 2 dạng thôi. Hôm nay chúng ta học 1 dạng rồi, ngày hôm sau ta học 1 dạng nữa là xong chương trình, là ta quay lại ta ôn thôi. Còn muốn trở thành học sinh giỏi vật lý thì chúng ta sẽ học kỹ hơn, học cao hơn nhiều chỗ này. Rồi thầy làm cho các bạn một câu trắc nghiệm thôi. Đó là câu số 9 nha. Câu trắc nghiệm, câu 9 trang 45 này.
Ờ, chúng ta phân tích lực tác dụng lên lên cái vật của chúng ta này nha. Vật chúng ta M nó đặt tại O đấy, đấy coi thì có mấy lực, nó cũng tương tự giống hồi nãy thôi. Chúng ta cũng có ba lực hả? Hai cái dây hai bên là hai lực và thêm cái trọng lực nữa là lực thứ ba đấy. Chỗ này chắc chắn là khả năng lớn là nó ra một câu nha. Câu mà câu khó đó nha. Cố gắng vượt qua là điểm nó cao thôi. Đúng các em, đơn giản mà đúng không? Nó giống bà nãy giờ làm nãy giờ rồi mà. Trọng lực này đúng không? Lực căng dây OB là cái lực này đúng không? Hoặc là T1 với T2 cho biết cho nó nhanh ra đây, T2 đây. Chắc chắn là cái dây ở trên nó phải phải chịu nhiều lực căng hơn cho nên thầy phải dài hơn. Rồi chúng ta vẫn như cũ thôi. Tổng hai cái lực ở phía dưới lại. À, xin lỗi, hai cái lực căng dây nha. Nha, mà ba thằng này cộng lại bằng không. Rồi coi góc nào thôi các bạn. Dây OA lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 30 độ là góc này 30 nè. Góc này 30 nha, xoay trong đúng không? Rồi các bạn dùng sin cos là xong thôi. Và lưu ý các bạn là thằng T nó như thế nào với thằng B các em này. Bằng thằng B nha. Thằng MG. Ok chưa? Rồi người ta lấy sin lấy cos gì đó là xong thôi. Lực căng dây OB thì thực tế nó là cái T1 này em. T1 là cạnh gì? Này nè. Bài này đừng có lấy tan nha. À, lấy sin nha. Lấy tan đi nha. Cho nó nhanh. Tan mình đổi chữ kề đúng không em? Đổi này. Chữ kề này. Đấy, ví dụ như vậy. Và cạnh đối là T1 là cái cạnh chúng ta đang tìm á. Chia cạnh kề của chúng ta là T. Thằng T chính là thằng B. Rồi từ đó các em rút ra T1. Tan 30 độ là một phần. Đáp án là mấy? À 5,8. Đấy cái câu như thế này là câu mức độ 4 rồi đấy các em, không phải dễ mà chúng ta làm được, nếu chúng ta hiểu được thì đơn giản mà, nhưng mà sợ không hiểu thì nó lằng nhằng thôi. Sao được chưa? Như vậy nội dung ngày hôm nay chúng ta học á, là tổng hai lực bằng không và tổng ba lực bằng không. Nhưng tổng hai lực bằng không thì có cái gì đâu mà tính đúng không? Chúng ta chỉ học là tổng ba lực bằng không.
Và nếu ba lực bằng không thì em nhớ thầy về mặt lý thuyết là nó gồm có ba điều kiện. Thứ nhất là ba lực này đồng phản. Thứ hai là ba lực này đồng quy. Và thứ ba là hợp của hai lực là phải cân bằng với lực thứ ba. Ví dụ như các em nhìn vào, mình quay lại cái hình của mình đây này. Được chưa? Thì em thấy rằng T1 và T2 chúng ta hợp lại nhé. T1 và T2 chúng ta hợp lại rồi ra cái lực T này. Thằng T này không phải là lực mới nha. Nó chẳng qua là tổng của T1 và T2 và nó phải cân bằng với thằng P. Nên thằng P của chúng ta đây phải có độ lớn bằng thằng T. Ok chưa? Cho nên cái lực tổng hợp là thằng T phải phải như thế nào? Phải thẳng hàng với thằng P nhé. Đấy là nội dung ngày hôm nay chúng ta học thôi. Cố gắng chúng ta nắm chắc cái vần đấy là ok thôi. Chỗ này là chúng ta sẽ có một câu này. Đã. Rồi tí nữa bữa sau chúng ta học thêm một dạng nữa là chỗ đó chắc chắn là phải có một câu nữa. Ít nhất là một câu nha. Và câu mức độ 4 đó nha. Đấy, chúng ta muốn điểm 10 là chúng ta phải vượt qua mấy câu mức độ 4. Được chưa? Các em nghĩ nha. Có hỏi gì thêm nữa không nè? Các bạn nghĩ nha.